Khi nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mọi người đều thấy quen thuộc với những hình ảnh này. Đây là hình ảnh những lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên in dấu giày xâm lược trên đất nước Việt Nam. Đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ bắt đầu cho một chiến lược chiến tranh mới, chiến lược chiến tranh cục bộ. Từ đây, nhân dân Việt Nam bước vào trận chiến mới, trực tiếp đối đầu với quân viễn chinh Mỹ. Sau trận thắng Núi Thành của quân giải phóng ngày 26 tháng 5 năm 1965 trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, quân giải phóng tiếp tục tập kích vào những đơn vị hành quân, đánh vào các căn cứ quan trọng của các binh chủng thuộc khu liên hợp quân sự khổng lồ của Mỹ tại Đà Nẵng. Từ đó, góp phần kiềm chế, làm thất bại nhiều chiến dịch, kế hoạch chiến tranh của Mỹ ngay từ những năm đầu Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Đây là khu vực Bào Dài, Bà Diên thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, cách nơi Mỹ đổ bộ khi ấy khoảng 10 km đường chim bay về phía Tây. Nơi đây đã diễn ra một trận tập kích của quân giải phóng, làm hơn 100 lính Mỹ thiệt mạng vào ngày 28 tháng 8 năm 1965 khi tiến chiếm các vùng phía Tây Đà Nẵng. Ông Lê Hồng Phong là một trong những người tham gia trận tập kích đó. Thì lúc đó là khoảng hơn 8 giờ, bắt đầu trời mưa rất to. Một đơn vị Mỹ kéo đến, sát chỗ cái đơn vị chúng ta phục kích. Lúc này là chờ lệnh của đồng chí Sơn nổ súng á, ra hiệu thì dứt khoát là nó sẽ đọt tới tôi rồi. Cho nên buộc thế tôi bây giờ súng cao 44 không thể bán được, bán phát một. Cho nên có hơi của đoạn xá trong cái vỏ bên trong, tôi mới lấy ra, lấy rút chốc hết. Tôi mới hờ trước đây, tôi nói bây giờ là một là mày cháy, hai là ta cháy thôi. Nên là tung ra trước mặt, đó thì cô hơi của đoạn nổ, đồng thời kích thích đoạn hang nổ luôn, hang nổ như tiếng bom luôn. Thế tôi ngay im ro luôn, à, cái là cái trung liên trên đó mới nổ xuống. Thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ dùng ưu thế hỏa lực, công nghệ quân sự và quân số của lính viễn chinh để đè bẹp quân giải phóng miền Nam. Dùng không quân đánh phá miền Bắc nhằm bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, thiết lập ảnh hưởng lâu dài của Mỹ lên miền Nam Việt Nam. Không quân là lực lượng chiến tranh chủ chốt của quân lực Mỹ. Không quân Mỹ đóng tại bản doanh Đà Nẵng là một nắm đấm mạnh có thể giáng xuống miền Nam, miền Bắc Việt Nam. Đây là khu vực thuộc tả ngạn sông Hàn, bên cạnh cầu Rồng bây giờ. Tại nơi này, sau khi đổ bộ vào bãi biển Xuân Thiều, Đà Nẵng, quân đội Mỹ tiếp tục đổ quân để tăng cường sức mạnh cho sân bay Đà Nẵng. Ông Phan Văn Tải và ông Nguyễn Đình Tham, một người từng hoạt động bí mật, được phân công bám sát, theo dõi tình hình quân đội Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 3 năm 1965, từng tham gia vẽ sơ đồ để lên phương án pháo kích vào sân bay Mỹ ở Đà Nẵng sau đó. Một người từng là lính đặc công trực tiếp tham gia đánh vào sân bay Đà Nẵng. Hai người nay tìm lại cảnh cũ dấu xưa. Hồi đó tôi với là trinh sát hợp pháp, cái bản đổ quân ở trên Xuân Thiều đó là tháng 3 là đổ trên đó là quân bộ là nhiều nhất. Sau đó rồi khoảng đầu tháng 4 có cái chiếc tàu gọi là lãnh bộ chặt sông Hàn này, vô gót mở này vô đây là tôi nói anh lãnh đạo cái sông Hàn đây là không có ai vô, chỉ có Mỹ kia không, tàu Mỹ không, mà chiếc tàu nó vô đây là hắn đạo đây là anh nói là hắn đưa quân Mỹ hắn nạp từ hắn lên đây đổ bộ lên đây là hắn vô tới phi trường là bên đường là hắn chưa vô hết phi trường bằng công nam đẩy dọc đường hắn lên 3 ngày mới hết xe tan á, quân bộ thì hắn kéo lên như là như thế là biểu tình ấy. Quân Mỹ đổ bộ vào đây bắt đầu mới núng ra huyện Hòa Vang và bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự trong thành phố này đầy ngặt lính Mỹ rồi, thì như thế bắt đầu được quân và dân của chúng ta miền Nam nói chung và Quảng Đà nói riêng thì phải nói rằng bắt đầu chúng ta bắt tay vào trong cuộc trận chiến đấu mới.
một trận chiến, chúng ta đối tượng chúng ta tác chiến là đối với quân Mỹ. Sân bay Đà Nẵng được bố phòng vô cùng chu đáo. Sĩ quan Mỹ cho rằng sân bay là bất khả xâm phạm. Địa điểm bất khả xâm phạm ấy đã lọt vào tầm ngắm của những người lính đặc công Quảng Nam Đà Nẵng. Đêm 30 tháng 6 năm 1965, không quân Mỹ đã bị tấn công ngay tại sân bay lớn này. Ông Nguyễn Đình Tham là một trong những người trực tiếp tham gia trận đánh đó. Trong 3 năm trước đây, chúng tôi vào đây sử dụng vào đây là 30 đồng chí chia thành 2 mũi. Khi chúng tôi phát vào cảng xong thì đưa đội hình vào lót sắt vào trong chân của máy bay phản lực, đánh toàn máy bay phản lực, dùng lựu đạn đánh vào máy bay, hết phu pháo rồi dùng AK bắn vào trong máy bay. Đội cái máy bay mà kéo ra trong cái buổi sáng đó, có cả trăm chiếc kéo ra nó tấp xuống dưới cái bào thật dân đó, đẩy hết xuống đó. Đây là những phương tiện còn lại của một căn cứ không quân khác mà Mỹ thiết lập tại làng nước mặn Đà Nẵng để thực hiện chiến dịch trực thăng vận trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Quân đội Mỹ cho rằng căn cứ không quân nước mặn cũng là nơi bất khả xâm phạm. Cuối tháng 9 năm 1965, sân bay nước mặn được Mỹ hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Một tháng sau, sân bay này liền bị bộ đội đặc công Quảng Nam Đà Nẵng tấn công, làm thiệt hại rất nặng. Tôi đã lót xác vào, tôi nằm ở dưới máy bay, đánh trong vòng 20 phút là chúng tôi sẽ xóa sổ toàn bộ 106 chiếc máy bay. Thì chúng tôi đánh một chiếc bỏ một chiếc, thì chiếc này đó nó cháy, bục xăng nó cháy thì nó cháy loang qua chiếc kia, bẻ gãy chiến dịch trực thăng vận ngay tại sầu huyệt nơi hang ổ, nơi hành quân, nơi xuất phát hành quân. Chúng tôi làm gì vụ đó? Tôi nói máy bay hắn đậu ở trong đây như trùng trùng mà máy không bánh này, tôi nói là thành ra một bể phế liệu, hắn sọt nó rã xuống, cái trái cái rã xuống, cái lẽ cài ủi với khăn dồn lệ để mà đi trở đi đổ cho cái lẽ nào không có rồi chứ còn để sự cái nhà vòm này khi chúng tôi đánh không có, mà máy bay Mỹ để trên đường băng, trên lộ thiên, trên đường băng thôi chứ còn không có như nhà vòm này. Sau này á bị quân giải phóng đánh nhiều lần, chúng ăn đạn và chúng tổn thất quá, giờ vì vậy cho nên là chúng mới làm những cái nhà vòm này để đưa máy bay, khi máy bay ban đêm về á, là gập cánh lại, xếp trong chống lại, tức là đưa vào để đưa vào những cái nhà vòm này để vấn đề để tránh đạn, tránh pháo của ta thôi. Căn cứ hậu cần quân sự của Mỹ cũng bị quân dân Quảng Nam Đà Nẵng tấn công. Đây là khu vực ngày trước quân đội Mỹ xây dựng kho xăng lớn, kho xăng Liên Chiểu. Kho xăng Liên Chiểu lớn nhất ở miền Trung Việt Nam chứa khoảng 20 triệu lít xăng. Một số sĩ quan Mỹ nhận xét rằng, chỉ khi nào những ngọn núi cao trên đỉnh đèo kia sạt lở, lăn xuống đầy vịnh Đà Nẵng, thì Việt Cộng mới đốt cháy được kho xăng kiên cố theo kiểu này. Đêm mùng 4 tháng 8 năm 1965, các núi cao không sạt lở, nhưng kho xăng Liên Chiểu đã bị bộ đội đặc công Việt Nam thiêu rụi. Núi Thanh Vinh nay thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đỉnh núi là một trong những điểm cao mà quân đội Mỹ chiếm đóng để tạo tuyến bảo vệ cho Đà Nẵng. Là người từng tham gia tìm hiểu hiện trường bố phòng căn cứ pháo binh Thanh Vinh để giúp bộ đội đặc công Việt Nam lên phương án tác chiến, ông Phan Văn Tải nhớ rõ. Đó, tới đỉnh đó, đây lên đâu khoảng 100 mét nữa là chỗ này cũng lỡ đây. Chứ còn là hồi nó Mỹ ở giặc cái này là trên cái bực đường này là hắn chắc bộ có lồm những cái hầm cá nhân là hắn bảo vệ cho cái đường này. Còn trên nó lãng đáng một đại đội thiếu và cái đề lô hắn bảo vệ cái căn cứ pháo binh, tiểu đoàn pháo binh của Mỹ ở Thanh Vinh đó. Rồi là đi lên đây là thấy hầm ở trên đi là hầm hố còn này sụp xuống rồi nhưng mà còn giấu đây nên nó ra mấy cũng lỡ đường này không đi được. Căn cứ pháo binh Thanh Vinh
thuộc loại mạnh nhất của Mỹ về phía tây bắc Đà Nẵng, khi ấy thuộc huyện Hòa Vang, nằm ngay dưới chân núi này. Cái chòm xanh xanh mà lọ cái mới đó ha. Đó là cái nơi là căn cứ Phú Bình. Trận địa Phú Bình này với lại cái trận địa phố vua chiến trường ở ngoài bữa cót đó, ngồi cái bữa cót đó, khống chế toàn bộ cánh bác này lên tới hiện. Bán lại nhé. À đó đó, bữa cót mà chừng là mấy cái dãy nhà trắng non đó đó. Đó đó. Đó, đó. Còn cái trang ly mới rửa đất đỏ đây. À, là cũng, cái đó. Vô đó. Bị pháo đó hết. Khi đánh cái này rồi cái là hắn lại ăn đáng tiếp là tiểu đoàn còn bỏ cái này. Cái là hắn dồn hết rồi đó. Ở hết chưa. Sau khi bị bộ đội đặc công Việt Nam tập kích gây thiệt hại, quân đội Mỹ dời căn cứ ra xa chân núi Thanh Vinh để tránh những trận tập kích khác. Đây là những gì còn lại của căn cứ pháo binh Thanh Vinh khi chuyển sang vị trí thứ hai. Căn cứ mới lúc đó vẫn bị những chiến sĩ cách mạng theo dõi, đưa vào tầm ngắm để tấn công. Dài lắm mà có nhiều chỗ dài tới 40 này. Vậy chứ cùng mình chỉ đổ móng nhít này trừ xe đó mà cứ xe đi còn bọn tôi ở sát trong đồng đây, ở sát dưới bờ rồi đường đồng đây là bọn tôi là bí mật ở nè, căn cứ thanh tinh ra tới rồi đấy đâu để ở đó để mà an toàn để mình hoạt động cái khu vực của quận nhì đó. Trở về nơi diễn ra trận đánh trận địa pháo đầu tiên của Mỹ mà mình trực tiếp chỉ huy đêm 17 tháng 6 năm 1966 của những người lính tiểu đoàn đặc công 89 Quảng Đà mà quân đội Mỹ gọi là tiểu đoàn lưỡi kiếm. Trung tá Hồ Phúc Ngô nhớ lại. Lần đầu tiên đánh Mỹ mà đánh pháo lớn của Mỹ. Qua anh em giáo dục chính trị tư tưởng rồi là mỗi anh á, là viết một cái khẩu hiệu là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, là lắng dấn để bản số ba ca đi đánh cái trận này á, là toàn bộ là 60 đồng chí. Tôi cho đội hình rút vô thì bắt đầu là anh em các dây xếp kia còn cái dây cuối cùng cái vướng còn bị nổ một cái bể trống nữa đây, thì tất cả tôi cho anh em nằm im mà thối đó. Bây giờ là anh em họ còn nó cũng tuổi trẻ cho nên họ cũng sợ, nhưng mà thực tế thế người chỉ huy cứ quyết tâm là nắm cho được anh em là không có cho chạy đi đâu ấy, mình nằm im. Khi qua miền Tết sang thì bắt đầu là ở về mũi phía đông đó, nghe một loạt AK nổ. Thì hồi đó là coi như một cái hiệu lệnh tấn công rồi, thì ở đây tôi ra lệnh cho anh em là cường tập vô đánh. Thì bắt đầu hồi đó là Mỹ dãy rồi, ở đây này không bắn súng, bắn theo rạc như thế này, bắn đời lên M60 bắn như gọi là hốc cốc mà vậy. Thế là bây giờ anh em quẳng. Thế là tôi ra lệnh cho anh em là tiếp tục nhảy và đánh. Thế là anh em thì có một số anh vô trước cũng làm trong đó được rồi. Một tổ vô trước là bắt được cái lô cốt của thủ. Còn ở trong bắn dậy bắn ra và ở trên cái bắn súng. Là tôi nó từ ra lệnh cho anh em là tôi bồng từng anh. Tôi bồng đến người anh thứ 12 tôi dục vô trong bờ rào, bảo tôi bệnh lắm. Bồng thứ 12 rồi vô rào cái sau đó là tôi nằm chồng lên tay cái dây thép bữa. Tôi nằm chồng cái dây thép bữa bùng nhùng á, để cho anh em lồng cái cầu chạy lên giọt trên lưng tôi, chạy vô. Đang chạy vô đánh, rồi đánh là khoảng là 25 phút mới tiêu diệt hoàn toàn cái đại đội Mỹ. Cùng với việc chiếm đóng nhiều điểm cao quanh Đà Nẵng để khống chế và đánh phá các vùng giải phóng của Quảng Nam Đà Nẵng, quân đội Mỹ cũng lập nhiều căn cứ quân sự khác để bảo vệ khu liên hợp quân sự Đà Nẵng và phục vụ các chiến trường. Các căn cứ này đều bị quân giải phóng liên tục tập kích làm thiệt hại nặng. Đồi Cẩm Bình, nay thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Khi đổ bộ vào Đà Nẵng, đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Cơ giới số 1 thuộc Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ nhằm thực hiện chiến dịch Thiết Xa Vận. Căn cứ xe cơ giới Cẩm Bình thuộc huyện Hòa Vang lúc đó thuộc loại lớn nhất nhì ở chiến trường Quảng Đà. Lực lượng cơ giới này thường xuyên cơ động
chi viện cho bộ binh Mỹ trên mọi nẻo đường vùng một chiến thuật. Ở đây là một căn cứ quân sự mạnh, có thể nói là đánh vào đây là đánh vào một cái đơn vị, một cái đơn vị thép. Nếu trình độ chiến kỹ thuật không điêu luyện, không giữ yếu tố bí mật bất ngờ thì sẽ làm lộ ngôi bà rào, thì những khối xe tăng đó sẽ có thể ra cả cắn nát anh em mình. Thì toàn bộ cái đội hình chúng tôi đã đi theo cái sườn đây đây, sườn này, này hồi nãy là ruộng chứ không phải là như thế này, hồi nãy là ruộng hết, toàn bộ đây là ruộng hết. Thì vào tới căn cứ, tới địa điểm sau mà chúng tôi là tổ trinh sát lên các rào xong xuôi rồi, chúng tôi đưa hết đội hình vào bên trong. Tổ 1, tổ 2, tổ 3 đưa hết, bí mật đưa hết vào bên trong. Vào bên trong sao mà đến cái giờ rê được lệnh của chỉ huy. Thì bản thân tôi là người đi tổ 1 và dùng B-40 diệt cái lô cốt đầu cầu làm cái hiệu lệnh cho toàn bộ trận địa. Anh em xong lên đánh. Lúc đó nổ, tất cả anh em đều đồng loạt đều nổ hết cả. Quánh một chiếc, chừa một chiếc, hai tụ pháo rồi, không còn đánh nữa. Dùng cái lựu đạn, với là dùng cái vấn đề tức là loại thuốc pháo 500 gram đó, bu leo lên nòng pháo, bức đồ xà thả xuống nòng pháo. Như thế là anh em đánh. Như vậy là cả một cái trận địa 30 phút, như vậy là toàn nổ bộc phá của ta nổ thôi. Trời, lửa. Toàn bộ phá. Trong khi đó đó là đồng chí Trần Ngọc Sản đây á, cũng một cái kỷ lục. Trong đêm đó đồng chí bắn một lúc 4 phát B-50. Làm chưa đâu hả? Bốn phát B-50 là bốn chiếc xe tăng. Bán xong thì coi như lỗ tai ăn ù. Không biết cái gì vô vậy, anh em chạy đâu thì mình chạy theo. Đạn này vào đêm 17, tận ngày 18 tháng 8 năm 1966 đã tiêu diệt là 110 xe. Trong đó có trên 50 xe tăng và xe bọc thép, bẻ gãy chiếc vịt, chiếc xe bằng. Kia là ngọn núi Phước Tường, có độ cao 327 mét. So với mực nước biển. Đỉnh cao 327 Phước Tường là trận địa tên lửa phòng không Hawk của Mỹ xây dựng sau khi đổ bộ vào Đà Nẵng nhằm bảo vệ khu liên hợp quân sự Đà Nẵng. Nhân một chuyến thăm trận địa tên lửa 327 Phước Tường, tướng Westmoreland tuyên bố không có tài thánh nào của Việt Cộng đánh vào đây được. Và đây là hai trong số 12 Việt Cộng khi ấy chỉ tuổi đôi mươi đã đánh gục những dàn tên lửa trên đỉnh núi Phước Tường vào đêm 17 tháng 5 1967. Nhưng mà nếu mà ở đây đoan là cái đồ dắt đây này. Trở lại chiến trường xưa vẫn rộn ràng một cảm xúc. Trên đường xa dốc cao cũng không làm chùn bước chân ông Nguyễn Đình Tham và ông Trần Ngọc Trung. Hôm nay các chú trở lại thăm lại chiến trường xưa, nhân dịp gặp các đồng chí, các bộ chiến sĩ trẻ kế thừa của bộ đội Bắc Hồ, chú sẽ trao tặng cho đơn vị ở đây một cái chứng tích lịch sử để các cháu làm lưu niệm. Chúng tôi thực hành chiến đấu, tìm hành tiếp cận dọc theo con suối này. Ba tổ theo hướng đã quy định đã lọt thẳng lọt vào bên trong trang trận địa. Lúc đó đến chờ là giờ rê nổ súng, tức là 23 giờ cộng N. Lệnh của mũi trưởng là bắt đầu khai quả. Mũi trưởng là lệnh thì tôi nhanh chóng là tôi làm tại khu vực này. Làm ngay khu vực chỗ này đây. Là tôi dùng B-50 tôi bắn một phát vào cái lô cốt trước đây là chỗ này đây, cách chỗ tôi nằm khoảng 35 mét, là phát súng đầu tiên tôi bắn ba cái lô cốt này. Thì sau khi mà bắn xong quả B-40 nổ xong